Rồi, thì thầy Bí sẽ giải cái đề số 2 để ôn tập chúng ta giữa kỳ. Và thầy sẽ chuyển cái video này lên trên nhóm giống như cái đề số 1 thì đã chuyển rồi. Thấy đấy chưa? Như vậy là cái câu số 1 của đề số 2 này. Khi làm thí nghiệm đo thời gian bằng đồng hồ bấm giây, ta thường nhận kết quả khác nhau ở mỗi lần đo, thì sai số đó được gọi là sai số ngẫu nhiên. Thấy à? Là có đáp án C. Những cái câu trắc nghiệm này thầy chỉ đặt đáp án thôi, rồi thầy sẽ giải những câu trắc nghiệm bài tập thôi, còn trắc nghiệm mà lý thuyết thì thầy chỉ đặt đáp án để tiết kiệm được thời gian. Nghe đây giờ. Như vậy câu số 2 đã có đáp án B. Những phương pháp nghiên cứu vật lý là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình. Câu trắc nghiệm số 3. Thấy chưa? Là ở đây người ta ghi là R trung bình của nó là bằng 9,7166 67 mét trên giây bình phương. Như vậy lúc này ta được viết như thế nào? Như vậy là 9,7. Được chưa? Như vậy ở đây là 166. Như vậy sao số 1 là số 6 này lớn hơn số 5 thì ta được làm tròn số. Có cái giả số này ta làm tròn thành giả số là số tử số, có nghĩa là số 2. Như vậy ta có là 9,32. Thấy chưa? Rồi, 0,068, như vậy là từ chỗ 6 tốp ra đi thì ta làm tròn là bằng bằng 7. Thấy chưa? Như vậy ta có đáp án B của đó. R bằng 9,32 cộng trừ 0,07. Câu số 4. Câu số 4, sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ. Như vậy lúc này ta có đáp án C. Câu số 5, độ dịch chuyển của một vật là độ dịch chuyển chắc chắn là một đại lượng vectơ và được nối từ vị trí điểm đầu với điểm cuối của chuyển động. Như vậy ta có đáp án D. Đây là những câu trắc nghiệm lý thuyết cho nên thầy vẫy đi nhanh. Câu số 6, biểu thức đúng nhất của vận tốc tức thời. Như vậy thì ta có đáp án C. Đó. Vận tốc tức thời của nó là vectơ v bằng vectơ delta v chia cho delta t. Trong đó có khoảng thời gian nào chúng ta xét trường hợp này rất nhỏ, rất nhỏ. Nghe đây chưa? Đó, rất nhỏ. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn câu trắc nghiệm số 7. Như vậy là một người nghe tiếng pháo hoa nổ sau 4 giây. Như vậy là câu số 7 này, ta có thời gian T của nó là bằng 4 giây. Tốc độ truyền âm trong môi trường không khí là bằng 340 mét trên giây. Bây giờ, chỗ người đó cách chỗ bắn pháo hoa là bằng bao nhiêu? Như vậy ta có là D của nó là bằng V chia cho T. Nghe chưa? À, xin lỗi. Lúc này là trong đề bài toán yêu cầu chúng ta là tính chỗ người đó cách chỗ bán pháo hoa là D của nó là bằng V nhân cho T. Thấy chưa? Đó. Như vậy lúc này ta có là bằng 340 nhân cho 4. Như vậy là bằng 1360 mấy. Như vậy ta có ở đây là đáp án D. Những cái bài này thì hết sức cơ bản. Chúng ta đặt thấy nó mới lạ thôi chứ mà chúng ta làm sẽ nhanh. Đấy à. Câu số 8. Một chiếc ô tô chuyển động qua cổng quang của một trạm kiểm soát giao thông. Đấy à. Nấu với đồng hồ đo thời gian. Người ta đo được thời gian chán sáng cổng quang trên ô tô đồng hồ là 0,2 giây. Biết chiều dài của ô tô là bằng 4. Như vậy lúc này chiều dài của ô tô là bằng 4 mét. Có nghĩa là ta biết được D của nó là bằng 4 mét. Cái này cũng chính là bằng quãng đường. Thì à, thời gian là T bằng 0,2 giây. Người ta hỏi là tốc độ người đó có vi phạm hay không? Thì à, đó. Như vậy tốc độ tối đa mà người cho phép là bằng 80 km trên giờ. Như vậy bây giờ người ta cho D rồi, cho T rồi thì ta tính được V. V của nó là bằng D chia cho T. Đi à? Như vậy là D của nó là bằng 4 chia cho T chia cho 0,2. Đi à?
Như vậy cái này ta tính được là bằng 20 mét trên dài, hảo nói hơn là bằng 72 km trên dài. Như vậy cái thằng này nhỏ hơn 80 km trên dài. Ý à, như vậy chắc chắn là sẽ không vi phạm và tốc độ của nó là bằng 72 km trên giờ. Đó là ta nói về cái cao trắc nghiệm siêu tốc. Thì thì cái cao này chúng ta đạt thì rất là nhiều, là ký tự số lượng chữ nó rất là nhiều, nhưng mà chẳng qua là chúng ta phân tích ra thì chiều dài của chiếc ô tô là bằng quãng đường cũng chính là bằng d. Bây giờ thời gian nó đi từ điểm đầu đến điểm cuối của nó hết qua cái vùng trán ánh sáng đó. Bây giờ trán cái cổng cổng quang đó thì giống như cái bài chúng ta đi thực hành trên lớp vậy đó. Như vậy ta có về bằng d chia cho t thì tính được là 20 mét trên giờ là tương ứng với 72 km trên giờ, và nó nhỏ hơn bây giờ vận tốc tối đa cho đây nó không vi phạm đó. Những cái cao như cao siêu tốc này các em để ý cho thật. Bây giờ cao số 9 thì kết quả đo, kết quả thực hành của nó là a bằng a nó mình cảm thử đến a thì ta có đáp án a này. Những cái cao này chắc chắn là mấy bạn làm điều đúng hết, không thể sai được. Cao số 10 thế à, cao số 10 một người ba vuông gác ngang một con sông rộng 80, thấy à, ngang một con sông rộng 80. Như vậy đây là thầy Vĩ sẽ hướng dẫn cao trắc nghiệm số 10 cho các em này. Thầy vẽ hình để cho các em thấy này, cao số 10. Như vậy là đây là hai bờ sông của nó, thầy gọi đây là AB của nó. Như vậy lúc này AB của nó là bằng là 80 mét. Thấy chưa? Rồi, nước chảy xuôi dần đãi người đó chạy theo một đoạn là 60 mét. Thấy chưa? Như vậy là một người bao có vuông góc này, vuông góc đây. Vuông góc của bà đây. Nhưng mà thầy có đây là V12. Thấy chưa? Đó, ví dụ đây là vị trí điểm A, là vị trí điểm B, do nước chảy nó đãi nó đến vị trí điểm này, điểm C. Như vậy có đoạn là BC này trong đề bài toán cho là bằng 60 mét. Bây giờ có đoạn AB bằng 80. Như vậy đã là một tam giác vuông. Tam giác vuông. Như vậy độ dịch chuyển của nó là D trong hợp này chính là bằng cái cạnh AC. Cạnh AC nó sẽ bằng căn bậc hai của AB bình phương cạnh cho BC bình phương. Thấy chưa? Mã đây là ta có là bằng 80 bình phương cạnh cho 60 bình phương. Như vậy lúc mà ta tính được độ dịch chuyển của nó bằng 100 mét. 100 mét. Đó là ta nói về cao số 10. Bây giờ cao trắc nghiệm số 11. Cao nào sau đây là đúng? Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình. Bây giờ độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời. Như vậy cao nào đúng này? Cao nào đúng? Bây giờ riêng cái cao trắc nghiệm của cao số 11 đây là câu C đây, là khi trắc điểm chuyển động theo chỉ thêm một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình. Cái câu này cũng đúng, câu này cũng đúng luôn. Như vậy ở câu số 11 này là có hai câu đúng luôn, thấy chưa, hai câu đúng. Như vậy là ở đây là cái câu số 11 thì có thể mai mốt là người ta chỉnh lại khi trắc điểm chuyển động thêm một đường thẳng đấu chiều chuyển động, người ta thay chủ trương là thay một chiều, người ta là đấu chiều chuyển động thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình. Thì ở đây là có chỗ đây là chỉ thêm một chiều thì ở đây là thầy sửa lại chỗ này thì bỏ cái này đi, sửa lại là đấu chiều, đấu chiều. Bây giờ đó, nếu mà thầy sửa lại chỗ này là đấu chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình, thì cái câu này bây giờ trở thành là câu đấy, câu bị sai. Bây giờ như vậy là câu số 11 á các em sửa lại thầy chỗ này, chuyển động thẳng đấu chiều bây giờ thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình. Để chúng ta lọ luôn đáp án C, chỉ cầu đáp án đúng ở đây là đáp án gì đây, đáp án B. Bây giờ do trong cái quá trình gõ là thầy gõ bị nhầm mắt, khi trắc điểm chuyển động thẳng đấu chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình, là câu đó bị sai. Như vậy các em bỏ thầy cái này nha, bỏ cái này, bỏ sửa lại cho thầy cái chỗ là đấu chiều chuyển động, đấu chiều đây sửa lại cho thầy đó. Cao số 12, độ dốc của đồ thị dịch chuyển thời gian của chuyển động thẳng cho tao biết đại lượng nào. Như vậy là
Ở đây các em chú ý cho thầy là thứ nhất là độ dịch chuyển, thứ hai là gia tốc, thứ ba quãng đường đi được. Đó, ở đây là tốc độ, độ dốc của độ dịch chuyển. Thấy chưa? Độ dốc của độ dịch chuyển. Thì ở đây các em nhớ cho thầy là ta có đô thị. Thấy chưa? Đô thị là DT, DT. Đây, đô thị đó đây. Thì nó ví dụ là cái đoạn OA này, độ dốc của nó tạo với trục OT một góc là alpha. Đó, thì cái độ dốc của nó là cho biết tốc độ chuyển động của vật. Cho biết tốc độ chuyển động của vật. Thấy chưa? Như vậy thì dáng của đây, chỗ này thì có là DA, thì dáng chỗ này thì có là TA. Đúng chưa? Thì ta có VA của nó là bằng. Thấy chưa? DA chia cho T đây, TA. Như vậy lúc này dựa vào đây chúng ta sẽ tính được tốc độ chuyển động của vật. Như vậy là đồ thị DT, độ dốc bây giờ của đồ thị cho ta biết đại lượng nào sau đây chính là tốc độ chuyển động của vật. Đó là hướng dẫn cao số số 12. Bây giờ cao số 13, gia tốc là một đại lượng thì chắc chắn là vectơ đó, không thể đại số được. Gia tốc là một đại lượng vectơ. Những câu này tương đối đơn giản. Cao số 14, thấy à? Để yêu cầu chúng ta là tính gia tốc thì ở đây các em là 36 km/h, các em phải đấu ra mấy trên giây là 10 m/s, thấy à? À, một đoàn tàu rời ga thì vận tốc đầu của nó bằng không, vận tốc đầu của nó bằng không. Như vậy lúc này ở cao số 14 thì V0 ban đầu của nó bằng không, V lúc sau của nó là bằng 10 m/s. Ta có gia tốc A của nó bằng V sau trừ cho V đầu chia cho T. Thấy à? Như vậy ta có 10 trừ cho 0 chia cho 20. Như vậy ta tính được là bằng 0,5 mấy trên giây bình phương. Đó, như vậy cái đề số 1 của chúng ta cũng đã học rồi. Cũng đã liên quan tới những công thức tính gia tốc rồi. Như vậy lúc này chúng ta sẽ tính được đáp án D, nó bằng 0,5 mấy trên giây bình phương. Cao số 15. Khi đo chiều dài của một cái bàn, kết quả ghi là 2,583 mét. Kết quả trên được làm tròn tới để giờ hàng phần trục là để giờ như là 2,583. Như vậy lúc mà số 3 này nó nhỏ hơn nam, chúng ta được quyền bỏ để giờ. Như vậy là ta chọn đáp án ở đây là 2,5 như đây. Làm tóm người ta nói được lòng trọng tới hàng chục nha, hàng chục thì ta chọn nó bằng C. Bây giờ nếu mà được lòng trọng đến hàng ngàn thì ta lấy luôn là 2,5 tóm 3, nhưng mà đã hàng chục thôi. Như vậy ngay chỗ này chúng ta cắt đi, bởi vì lúc này số 3 này nó nhỏ hơn số 5. Chứ còn nếu chỗ đây mà số 3 nó bằng số 5 chúng ta không được bỏ. Bây giờ đó là người ta yêu cầu chúng ta lòng trọng đến hàng hàng chục thì ta lấy 2,5 tóm. Cao số 16. Cao số 16. Một ô tô đang chạy với vận tốc 18 km/h. Thấy chưa? Như vậy là cao số 16 này là V0 của nó bằng 5 m/s. 18 km/h thì ta đấu ra bằng 5 m/s. Thấy chưa? Rồi, gia tốc A của nó là bằng 2 m/s bình phương, vận tốc sau của nó là bằng 15 m/s. Như vậy là vận tốc 54 km/h là vận tốc sau của nó. Như vậy thời gian của nó ta vận dụng công thức A nó bằng V trừ V0 chia cho T. Từ đây chúng ta tính được là T của nó bằng V trừ cho V0 chia cho A. Mà V này á là bằng 15 trừ cho 5 chia cho A chia cho 2. Như vậy ta tính được là bằng thời gian của nó là bằng 5 giây. Thế giờ như vậy ta có đáp án C. Thầy hướng dẫn cao số 17. Cao số 17 cho đồ thị độ dịch chuyển và thời gian của hai chuyển động. Thấy chưa?
như vậy đồ thị này, đồ thị hướng xuống đây, thì vật chuyển động ngược chiều dương, đồ thị hướng lên, vật chuyển động cùng chiều dương. Như vậy cái đồ thị DT này là cho biết vật chuyển động thẳng điện, có đồ thị DT này cho biết vật chuyển động thẳng điện. Bây giờ rồi ví dụ thay vì giả sử là tại điểm C là giao điểm của hai đồ thị, như vậy tại điểm C này dán lên D này thì ta có được là DC, DC chỗ này thì có là T. Đi à, thì thứ nhất là điều nào sau đây là không đúng, điều này là không đúng này, xuất phát từ hai vị trí khác nhau, đúng rồi, vị trí thằng nào xuất phát tại điểm Q, vị trí thằng nào xuất phát tại điểm M, chắc chắn khác nhau rồi, chuyển động cùng chiều là trật. Như vậy hai vật này chuyển động ngược đây, ngược chiều. Đồ thị của thằng Q này là hướng xuống, ngược ngược chiều dương. Đồ thị của thằng M hướng lên, chuyển động cùng chiều dương. Còn tại điểm C này, giao điểm giữa hai đồ thị cho biết vật chuyển động. Thì giờ hay gọi là thời điểm gặp nhau là thời điểm T1 của nó gặp nhau. Bây giờ cách gấp tọa độ là một đoạn là DC. Vì đồ thị trong đồ thị DT. Bây giờ đồ thị độ dịch chuyển thời gian là nó biểu thị vật chuyển động thẳng đều, mà vật chuyển động thẳng đều thì có tốc độ không đồng. Như vậy các cao suất 17 nó bị sai cái chỗ là chuyển động cùng chiều, cái này là chuyển động ngược chiều chứ không phải là cùng chiều. Như vậy cao không đúng, đó là đáp án B. Thấy à? Cao suất 18, tính chất nào không đặc trưng cho chuyển động nhanh dần đều? Đó. Như vậy là chuyển động nhanh dần đều thì vận độ lớn, vận tốc bất tao và tan đều theo thời gian. Mà đây người ta nói là không đổi, không đổi thì chắc chắn là câu C là câu trật rồi. Như vậy. Câu số 19, chắc điểm sẽ chuyển động nhanh dần đều khi tích của A nhân B lớn không? Thì họ nói hơn là A lớn không và V đồ lớn không. Như vậy ta có đáp án A. Như vậy ở cái đề số 1 là thầy Vĩ cũng đã giảng giải chỗ này rồi. Chuyển động nhanh dần đều thì độ lớn vận tốc tức thời tan đều theo thời gian. Tích của A nhân V lớn không? Về phương và chiều của vectơ A và vectơ V thì hai nó cùng chiều. Nếu chuyển động chậm dần đều thì tích A nhân V nhỏ hơn không và A nó ngược chiều của V. Nhớ cho thầy như thế. Câu số 20. Thấy chưa? Thì câu số 10 này nó trùng với trong đề 1 rồi, đề 1 rồi thì chọn đáp án B là tốc độ tức thời. Thấy chưa? Ừ. Câu số 21. Câu số 21. Một ô tô đang chạy với vận tốc là 54 km/h, vận tốc zero của nó bằng 15 mấy trên dài. Trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hõm phanh chuyển động chậm dần đều. Sau thời gian T bằng 30 giây thì vận tốc nó dừng lại bằng 0. Thì à? Bây giờ đề yêu cầu chúng ta là tính đoạn đường hõm phanh của nó. Như vậy là ai ra thì tính được cho tốc A của nó bằng V lúc sau trừ cho V lúc ban đầu chia cho T. V lúc sau nó bằng 0 rồi. Trừ V ban đầu của nó trừ cho 15. Chia cho T chia cho 30. Cái này là bằng trừ 0,5 mấy trên dài bình phương. Như vậy là ta vận dụng công thức tính quãng đường đi được của nó là x của nó bằng V lúc sau bình phương trừ V lúc ban đầu bình phương chia cho 2 lần A. Mà V lúc sau của nó là bằng 0 rồi. Trừ cho 15 bình phương chia cho 2 nhân cho trừ 0,5. Thì à, như vậy chúng ta sẽ tính được là kết quả là bằng 225 mấy. Như vậy ta có đáp án C. Đó. Như vậy khi ta gặp những bài toán về chuyển động thẳng biến đủ đều, nếu D mà không cho gia tốc thì chúng ta phải đi tính gia tốc. Thì chúng ta thấy những công thức tính gia tốc bắt buộc chúng ta phải thuộc luôn để mai mốt chúng ta kiểm tra. Trong đề kiểm tra luôn luôn có rất nhiều câu tính gia tốc của vật chuyển động thẳng biến đủ đều. Bây giờ công thức tính quãng đường đi được này, công thức tính gia tốc này, công thức tính vận tốc tức thời này, trang chuyển động biến đổi đều, và công thức tính độ dịch chuyển trong chuyển động biến đổi đều thì chúng ta phải thuộc hết. Còn đây còn lại chúng ta thấy là cũng có bao nhiêu công thức mà thôi. Câu số 22. Thấy à? Là người ta cho phương trình độ dịch chuyển D bằng 2T bình trừ cho 12T. D tính bằng mấy? Thấy à? T tính bằng giây tại lúc T bằng 1 vật đang chuyển động. Thấy à? T bằng 1 giây thì vật đang chuyển động, thứ nhất nhanh dần đi.
Như vậy lúc là ta dựa vào trong cái này. Như vậy cái D này nó có công thức nó bằng cái gì? Là bằng V không T cạn cho 1 phần 2 A nhân cho T bình. Lúc này V0 của nó là bằng trừ 12 mét trên dài. Gia tốc A của nó bằng bây giờ 4 mét trên dài bình phương. Như vậy là 1 phần 2 A. 1 phần 2 A của nó bằng bằng 2. Bằng 2. Thì A của nó phải bằng 4. Như vậy lúc mà ta thấy V và A này trái dấu thì chắc chắn vật chuyển động chậm dần đều. Vật chuyển động chậm dần đều. Bây giờ cái nào nhanh dần đều ta lọ. Như vậy là chậm dần đều theo chiều âm. Bởi vì V lúc ban đầu nó âm mà. Đây, V của nó âm. V nó âm. Có nghĩa là vật chuyển động ngược chiều dương. Đó, có nghĩa là ngược với chiều dương người ta gọi là chiều âm. Rồi, ta tha t bằng một chai vào phương trình t, thì lúc này chúng ta thấy là thằng này của nó là t của nó là một bình phương là một nhân với hai nữa là bằng hai, hai trừ cho 12 như vậy là bằng trừ tám. Như vậy ta có đáp án C là vật chuyển động chậm dần đều theo chiều âm của trục x với vận tốc là bằng trừ 8 mét trên dài. Đó, thì thầy phân tích cho mình thấy được là vì sao mà ta kết luận vật chuyển động chậm dần đều. Vậy A và B trái giá. A và B trái giá. Đó. Mà ta thấy là vật mà chuyển động chậm dần đều thì tích của A nhân V nhỏ hơn không? Lúc này V zero trong trường hợp này là chuyển động ngược với chiều dương cho nên V nó âm. Như vậy ta chắc chắn là trọng nó chiều âm rồi. Thấy chưa? Đó là ta nói cái câu số 22. Câu số 23. Đó. Như vậy người ta hỏi là gia tốc của nó thì A của nó bằng bao nhiêu? Như vậy lúc này ta có là D của nó là bằng bây giờ là bằng thầy gọi là bằng D0 cạn cho V0T cạn cho 1 phần 2 A nhân T bình. Như vậy cái D0 này là tọa độ ban đầu nó bằng 1. Bây giờ bằng 1. Đó thì rồi. Ở đây các em nhớ cho thầy là cái D này nó tính bằng mét nha, bằng mét, và cái T này nó tính bằng dài, bổ sung vô cho thầy. Thì nó có đơn vị chứ chúng ta các câu nào mà nó không có không 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 ghi D bằng mét, T bằng dài thì chúng ta chả biết đơn vị nó là gì. Thấy chưa? Nhưng mà lúc mà là D zero nó bằng 1 mét. Đó, V0 của nó bằng bao nhiêu? Bằng căn 2 mét trên dài. Gia tốc A của nó bằng bao nhiêu? 1 phần 2 A bằng 1 thì A của nó phải bằng bằng 2 mét trên dài đấy. Bình phương. Đây này, 1 phần 2 A của nó bằng bằng 1. Trước T bình này có số 1 này. Thì chắc chắn là A của nó phải bằng 2. 2 nhân với 1 phần 2 này, của nó sẽ bằng bằng 1. Như vậy gia tốc trường hợp này là bằng 2 mét trên dài bình phương. Chứ không phải là gia tốc nó bằng 1. Chúng ta nhớ tại trước gia tốc A thì có 1 phần 2 nữa. Mà 1 phần 2 A trong đề cho là bằng 1. Thì A của nó phải bằng 2. Như vậy ta có đáp án C. Câu số 24. Câu số 24. Hai vật được thả ra tự do từ độ co H1, H1 và độ co H2. Gia tốc ra tự do của hai vật là như nhau. Có nghĩa là gia tốc ra tự do là R. Biết vận tốc tương ứng của hai vật trước khi chạm đất là V1 nó bằng 2 lần V2. Tỷ số giữa độ co của hai vật. Đi à? Như vậy ta có này là V1 của nó bằng R nhân cho T1. Hảo nào bằng R với T1 bằng căn của hai lần H. Đi à? H1 chia cho R. Rồi, thầy có là V2 của nó bằng R nhân cho T2 bằng R với T2 bằng hai lần H2 chia cho R. Đúng chưa? Như vậy đang cho V2 của nó bằng hai lần V1. V2 nó bằng 2 lần V1. Như vậy lúc này là có V1 ở trên đó người ta cho V1 bằng 2 lần V2. V1 bằng 2 lần V2. Đúng chưa? Như vậy lúc này chúng ta có được là R nhân căn bậc 2 của 2 lần H1 chia R bằng 2 nhân với R nhân căn bậc 2 của 2 lần H2 chia R. Như vậy R, R số 2 bỏ hết. Đúng chưa? Rồi, thầy bình phương hai vế lên thì chỗ này thầy có là H1 bằng
bốn lần H2. Bình phương hai vế này, R với R chúng ta bỏ đi, hai chia R cũng trăng can giống nhau bỏ hết. Như vậy thì bình phương hai vế đây, can của H1 bình phương lên là bằng H1. Bây giờ hai nhân cho can H2 bình phương lên là bằng 4 lần H2. Bây giờ người ta hỏi là tỷ số của H1 với H2 là bằng bao nhiêu? Bây giờ như vậy là từ đó ta thấy là H1 mà chia H2 chắc chắn là bằng 4, mà H2 mà chia H1 là bằng 1/4. À, từ đó chúng ta suy ra được kết quả. Đó, như vậy là trong cái câu trắc nghiệm số 24 này thì ta sẽ có được đáp án là H1 bằng 4 lần H2, thì ta có đáp án bằng B. Bây giờ chúng ta đi vào câu trắc nghiệm số 25. Câu trắc nghiệm số 25. Đây à. 25. Một viên sỏi rơi từ độ cao 45. Đây à. Lấy rê bằng 10, vận tốc của viên sỏi khi tới mặt đất. Như vậy ta có là V thì bằng can của hai lần rê bằng can của 2 nhân 10 nhân cho 45. Đi à. Như vậy lúc này chúng ta chỉ tính được vận tốc của nó là bằng 30 mét trên giây. Như vậy là đối với vật rơi tự do thì nó có các công thức này: V bằng can hai lần Rx. Đấy à. Hoặc là V của nó bằng R nhân T. Đó. Trong đó T của nó là bằng can của hai lần H hoặc là hai lần X chia G. H và X giống nhau. Đó. Vì vật rơi tự do thì người ta ra những cái bài toán ngắn gọn như thế, chứ không có bài tập khó. Nghe đây chưa? Câu số 26. 26. Một vật nhỏ chuyển động nhanh dàn đều. Đấy giờ. Khi nó đi qua điểm A này, nó đạt được vận tốc là VA. Nó đi qua điểm B, nó đạt được vận tốc là VB. Để yêu cầu chúng ta tính vận tốc tại điểm M là trung điểm của AB. M là trung điểm của AB. Thấy chưa? Đó, như vậy cái bài toán này chúng ta có công thức tổng quát sau đây. VM nó bằng căn bậc 2 của VA bình phương cộng cho VB bình phương chia cho 2. Ừ. Đây là cái câu vận dụng câu này. Vận dụng câu này. Bây giờ ta thiết lập ra công thức luôn. Nếu vật chuyển động nhanh dàn đều, đi qua A nó đạt được vận tốc VA, đi qua B nó đạt được vận tốc VB. Người ta yêu cầu chúng ta là tính vận tốc tại trung điểm của đoạn AB. Chẳng hạn, là ta luôn luôn có công thức này. Luôn luôn có công thức này. Người ta chỉ hỏi là tính vận tốc tại trung điểm của đoạn AB thôi, chứ không, ngoài ra không có hỏi cái gì khác hết. Thì cái câu số 26 này các em để ý cho thầy. Thì ta có VM bằng công thức tính nhanh, bằng căn bậc 2 của VA bình cạn VB bình chia cho 2. Và VA các em tha bằng 2 bình phương cạn cho VB tha bằng 12 bình phương. Chia cho 2 thì chúng ta tính được kết quả của nó là bằng 8,6. 8,6 mét trên giây. Ta có đáp án D của nó bằng 8,6. Đó, nhớ tại câu số 26. Đó đây chưa? Cái đặc thù của câu 6 chỉ hỏi như vậy thôi. Tại A cho VA, tại B cho VB. Bây giờ tính vận tốc tại điểm M là trung điểm của đoạn AB thì luôn luôn bằng công thức thầy đáng không đấy. VM bằng K mặt 2 của VA bình cạnh VB bình chia cho 2. Đây à, đó là ta nói về câu số 26. Câu số 27. Câu số 27. Đây à, là đề yêu cầu chúng ta là tính độ dịch chuyển của vật trong 10 giây đầu tiên. Trong 10 giây đầu tiên đây. Chỗ đây là 10 này, số 10 trong 10 giây đầu tiên. Thấy chưa? Như vậy ở đây thì gọi đây là điểm A, đây thì gọi đây là điểm điểm B. Thấy chưa?
như vậy trang 10 giây đầu tiên đó thì bằng cái diện tích giới hạn bởi OAB và 10 chính là diện tích hình thân. Thì à, như vậy nếu mà đề yêu cầu chúng ta đi tính mà độ dịch chuyển của nó trong trường hợp này, nghĩ à, như vậy lúc này á là các em chú ý trong đó người ta cho là vận tốc thời gian, cho vận tốc thời gian, cho đô thị vận tốc thời gian biểu chúng ta đi tính độ dịch chuyển. Trong trường hợp này độ dịch chuyển nó bằng cái diện tích giới hạn trên đoạn OAB và số 10. Đó. Như vậy lúc này chúng ta có là độ dịch chuyển của D của nó là bằng A, bằng diện tích hình thân. Thấy chưa? Bằng đá lớn của nó là bằng 10, bằng 10. Từ 0 đến 10 đây. Cạn đá nhỏ là cạn cái đoạn AB. Thấy chưa? Đó. Như vậy ta có là 2 này 4. Như vậy là đá nhỏ nó là cạn cho là bằng bằng tốt. Nhân với đường cong, nhân với tốt, chia cho 2. Đó. Như vậy lúc này chúng ta sẽ tính được kết quả của nó. Như vậy lúc này là độ dịch chuyển của nó chúng ta tính được là bằng 72, 72 mét. Rồi, quãng đường vật đi được từ 0 đến 16 giây. Đây, đi từ 0, bắt đầu đi từ điểm đầu đến điểm cuối đây. Đấy chưa? Như vậy lúc này trong giai đoạn là từ O đến A, thấy chưa, là vật chuyển động nhanh dần đi. Thế như đoạn từ O đến A là vật chuyển động nhanh dần đi thì hãy tính được gia tốc A của nó bằng V lúc sau trừ cho V lúc ban đầu chia cho T. V lúc sau nó là bằng tóm trừ V ban đầu trừ cho không chia cho T là chia cho 2. Như vậy gia tốc trên đoạn OA của nó là bằng 4 mét trên giây bình phương. Như vậy quãng đường đi được của nó là V của nó là bằng 1 phần 2 A nhân T bình. Như vậy quãng đường này quãng đường OXA. Như vậy là bằng 1 phần 2 gia tốc A của nó là bằng 4 nhân T bình nhân cho 2 bình phương. Như vậy lúc nào ta xét trên quãng đường từ O đến A thì chúng ta tính được 2 bình phương là 4. Như vậy ta tính được là cái này là bằng tóm mấy trên đoạn OA, tính được bằng tóm mấy. Rồi, trên đoạn AB thấy chưa? Giai đoạn từ A đến B. Thấy chưa? Giai đoạn từ A đến B là từ A đến B là vật chuyển động thẳng đi. Vật chuyển động thẳng đi. Thì quãng đường XAB của nó bằng V nhân cho T. Và V đây là bằng tốm thời gian, T là từ 10 trừ đi cho 2, như vậy nhân cho tốm. Như vậy cái này là bằng 64 mét. Thấy chưa? Rồi là giai đoạn từ B đến C thì gọi điểm ba là điểm C, đây là điểm D, là điểm cuối nó điểm D. Thấy chưa? Như vậy là giai đoạn từ B đến C là vật chuyển động chậm dần đi. Đó, như vậy là ta có giai đoạn tiếp theo nữa là giai đoạn từ B đến C. Bây giờ vật chuyển động chậm dần đi với gia tốc A của nó bằng VC trừ cho VB chia cho T trên đoạn BC. Như vậy lúc này chúng ta thấy VC của nó trên đồ thị thì ta có là bằng 4. VB của nó là bằng tóm chia cho TBC. Như vậy 12 trừ cho 10, như vậy chia cho 2. Như vậy cái này sẽ bằng trừ 2 mấy trên giây bình phương. Đi à? Rồi, ta tính quãng đường trên đoạn là BC, tính quãng đường trên đoạn BC. Như vậy lúc này thầy có x trên đoạn BC của nó bằng VC bình phương trừ cho VB bình phương chia cho 2 làm A. Mà VC bình phương là bằng 4 bình phương trừ cho tóm bình phương chia cho 2 nhân cho A nhân cho trừ 2. Chia trừ 2. Như vậy lúc này chúng ta sẽ tính được quãng đường đi được trên đoạn là
BC. Như vậy cái này ta tính được là bằng 12 mấy. Rồi, trên giai đoạn từ C đến D, từ C đến D này là vật chuyển động thẳng đi với vận tốc của nó là bằng 4 mét trên giây. Thì giờ à, thì lúc này chúng ta sẽ tính được là quãng đường đi được. Thì giờ à, trong giai đoạn từ C đến D, từ C đến D. Đó, thì tính tiếp là x của CD của nó bằng là V nhân T của CD, mà V này bằng 4 nhân với T của CD, mà T của CD ấy, đấy giờ T của CD đây trên cái đoạn từ C đến D là bằng 16 trừ 12 còn lại 4. Đó, như vậy nhân cho 4, như vậy cái này là bằng 16 mấy. Như vậy tổng quãng đường đi được của nó là x của nó là bằng, đấy giờ tóm cạm cho 64 cạm cho 12 cạm cho 16 thì ta tính được kết quả của nó. Như vậy là bằng 100 mấy. Như vậy ta liếc qua đáp án thì à, à cái đáp án A là bị chặt nha, cái này sửa lại cho thầy là 32 nha, 32. À, cái đáp án sửa lại thầy là 32. Như vậy ta, là độ dịch chuyển của nó là bằng 32 mét và quãng đường đi được của nó là bằng 100 mét. Thì à, đó, thì chiếu lại cái đề của câu số 27 này. Thì gọi các điểm A, B, C, D như hình vẽ. Đó. Tính độ dịch chuyển của nó. Thì à, bằng cái diện tích. Thì à, hình thang giới hạn từ O đến A đến B và đến số 10. Rồi, thầy chiếu lại cái lời giải của bài toán này. Như vậy, ý đầu tiên độ dịch chuyển là bằng diện tích hình thang đã lớn cạnh đã nhỏ nhân với đường cao chia hai. Rồi, tính được 32. Rồi, giai đoạn từ O đến A và chuyển động nhanh nhưng đều với gia tốc là 4 mét trên giây bình phương. Quãng đường đi được trên đoạn đó là bằng 8 mét. Giai đoạn từ A đến B và chuyển động thẳng đều thì ta tính được quãng đường 64 mét. Trên giai đoạn từ B đến C và chuyển động chạm nhân đều thì ta tính được gia tốc nó bằng trừ 2 mét trên giây bình phương. Và quãng đường trên đoạn XBC bằng 12 mét. Trên giai đoạn CD vật chuyển động thẳng đều V nó bằng X nó bằng V nhân T CD bằng 4 nhân 4 16. Tổng quãng đường nó đi được là bằng 100 mét. Thì bằng độ dịch chuyển bằng 72 mét và quãng đường đi được của nó bằng 100 mét. Đó chưa? Đó là ta nói về câu trắc nghiệm số 27. Như vậy là câu số 27 này các em sửa lại đáp án thầy là đáp án A là D nó bằng 32 nhân với 12 72 mấy. Rồi, thì đối với câu số 27 này á, được chưa? Đối với câu số 27 này là vật chuyển động, được chưa? Theo một chiều nhất định, chứ đoạn đầu tiên đi nhanh dần đều, rồi đi thẳng đều, rồi đi chậm dần đều, rồi đi thẳng đều. Cho nên là quãng đường đi được của nó bằng tổng, được chưa? Độ dịch chuyển của nó cũng được. Nếu các em nói là đi tính là lấy diện tích của hình thang lớn, cộng với diện tích hình thang nhỏ là MBC với 12, là cộng với diện tích hình chữ nhật thì tổng độ dịch chuyển nó cũng chính là bằng quãng đường vật đi được. Nghĩa là bằng nhiều cách giải lắm. Thì ở đây là thầy Vĩ sẽ hướng dẫn cách giải chung như thế để chúng ta nắm rõ cái quy luật của nó. Câu số 28. Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thị như hình vẽ. Quãng đường vật đi được trong giai đoạn chậm dần đều. Như vậy giai đoạn đai này là giai đoạn chậm dần đều. Đó, thì gọi đây là AB. Như vậy giai đoạn AB là vật chuyển động chậm dần đều. Thấy chưa? Như vậy bây giờ chúng ta đi tính quãng đường đi được của nó cái đó. Thấy chưa? Quãng đường đi được của nó. Như vậy là câu số 28 này ta tính gia tốc A của nó bằng
VB trừ cho VA chia cho T. VB của nó bằng không đâu, trừ cho 20 chia cho 40. Như vậy cái này là bằng trừ, được chưa, 0,5 mấy trên gia bình phương. Rồi quãng đường đi được của nó là x của nó bằng cái gì, được chưa, x của nó bằng VB bình phương trừ cho VA bình phương chia cho 2 lần A. VB của nó bằng không rồi, VA bình là bằng 20 bình chia cho 2 nhân cho trừ 0,5. Như vậy cái nào ta tính được là bằng 400 mấy. Như vậy quãng đường đi được trong giai đoạn chậm dần đều là thầy giai đoạn từ 20 này, vận tốc ban đầu 20 này, vận tốc cuối cùng nó bằng bằng không, không chứ không phải bằng 40 nha. 40 là thời gian đấy, 40 thời gian. Như vậy ta tính được đáp án của nó là bằng 400 mấy. Rồi, thầy hướng dẫn câu số 29. Câu số 29. Một vật chuyển động chậm dần đều. Thấy chưa? Cho đến khi dừng lại, quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên gấp 9 lần quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng. Tổng quãng đường đi được cả hai giai đoạn này là bằng 50 mấy. Quãng đường vật đi được cho đến lúc dừng hẳn là bằng bao nhiêu? Bây giờ, cái đáp án ở đây là bằng 125 mấy rồi. Bây giờ vấn đề chúng ta làm như thế nào để ra được cái đáp án này? Thấy chưa? Như vậy là quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên gấp 9 lần quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng. Đó, như vậy là thầy vẫn sẽ hướng dẫn cái câu này như sau. Như vậy là câu số 29, 29. Thấy chưa? Câu này là câu khó nhất để vận dụng câu này. Bây giờ quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên, thấy chưa, gấp 9 lần quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng. Như vậy là ở đây chúng ta hình dung là thầy vẽ đây, tổng quãng đường của nó là AB này. AB này. Thấy chưa, quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng, ví dụ là điểm xe là cái quãng đường đây là trong giây cuối cùng, thầy gọi là delta x. Thấy chưa, nhưng mà cái delta x này á nó bằng cái gì, bằng x tổng của nó, x tổng này, x tổng trừ cho x của đoạn AC. Thấy chưa? Mà x của đoạn AC ta đặt tên là x phải, cái này là trừ cho x phải. Thấy chưa? Như vậy lúc này thầy có lại là V0T cạn cho 1 phần 2 A nhân cho T bình trừ cho x phải của nó. Thấy chưa? Là bằng V0 mở ngoặc T trừ 1, cái T phải này phải trừ đi cho 1. Thấy chưa? Cạn cho 1 phần 2 A mở ngoặc là T trừ cho 1 tất cả bình, tất cả bình. Đó. Như vậy bây giờ chúng ta phải khai triển cái thằng này ra. Như vậy thì biến đổi như sau là delta x này nó bằng, như vậy là V0T cạn cho 1 phần 2 A nhân T bình trừ cho, như vậy là V0T nhân vô trừ V0 nhân với trừ 1 là cạn V0. Thì à, trừ cho 1 phần 2 A mở ngoặc T trừ 1 tất cả bình, khai triển ra A trừ B tất cả bình. Như vậy cái này là bằng T bình phương trừ 2 lần T cạn cho 1. Rồi, như vậy lúc này thầy có được là delta x của nó bằng cái gì? Bằng V0T cạn cho 1 phần 2 A nhân cho T bình trừ cho V0T cạn cho V0 trừ cho 1 phần 2 A nhân T bình cạn cho A nhân T trừ cho A chia 2 nhân vào đây. Như vậy là ta có này V0T, V0T hết. Cái thằng này hết. Như vậy ta có là delta x của nó bằng V0 cạn cho A nhân T trừ cho A chia 2. Đúng chưa? Như vậy ở đây các em chú ý, chú ý cái câu số 29 này là thầy sẽ giảng giải luôn thành câu số 30 luôn đấy. Mà ở đây cái thằng này chính là bằng V, chính là bằng V, bằng tốc cuối của nó. V bằng V đô cặp AT.
mà vật chuyển động chậm dần đi cho đến khi dừng lại thì vận tốc cuối của nó sẽ bằng mấy đây? Bằng không. Như vậy lúc này cái này cộng lại trừ a chia cho hai. Như vậy là quãng đường vật đi được trong một giây cuối cùng của nó bằng trừ a chia hai. Rồi, mà đây là người ta nói là quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên nó gấp 9 lần quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng. Như vậy là quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên thì gọi là x1 của nó, x1 của nó bằng v0 t1 cộng cho 1 phần 2 a nhân cho t1 bình. Họ nói hơn cái này sẽ bằng là v0 cộng cho, được chưa, là a chia cho 2. Đó, quãng đường đi được trong một giây đầu tiên của nó bằng biểu thức đó. Mà x1 của nó là bằng 9 lần delta x, bằng 9 lần delta x. Bây giờ như vậy tương ứng với x1 của nó là bằng v0 cộng cho a chia cho 2 bằng 9 nhân delta x của nó là bằng trừ a chia 2. Rồi, như vậy lúc này chúng ta tính được là V0 của nó bằng, thấy chưa? Như vậy lúc này là 4,5. Như vậy chỗ nào thầy có là, như vậy là bằng trừ trừ 5A. Như vậy là 9 nhân cho trừ A chia 2 là bằng trừ 4,5. Chuyển thằng này, chuyển qua trừ nữa thì là trừ 5A. Thấy chưa? Như vậy là trong đề vừa toán yêu cầu chúng ta tính quãng đường vật cho được cho đến lúc dừng hẳn. À xin lỗi. Trong đề bài toán cho biết được là tổng quãng đường đi được của nó là bằng 50 mét. Thì tổng quãng đường đi được cả hai giai đoạn này là bằng 50 mét. Thì à? Như vậy là ta tính được V0 của nó là bằng trừ 5A. Như vậy ta có là x1 cộng cho delta x trong hợp này là bằng 50. Thì à? X1 của nó là bằng V0 cộng cho A chia 2. Delta x là cộng cho trừ A chia 2. Như vậy cái này là bằng 50. Như vậy từ đây chúng ta tính được là V0 của nó là bằng là 50 mấy trên như đây, trên dài. Như vậy, như vậy từ đó chúng ta thế vào đây thì tính được giải tốc A của nó là bằng là V0 chia cho trừ 5. V0 của nó là bằng 50 chia cho trừ 5. Như vậy cái này là bằng trừ 10 mấy trên dài bình bình phương. Như vậy ta có là x của nó là bằng v lúc sau bình phương trừ v lúc ban đầu bình phương chia cho 2 lần a. V lúc sau của nó bằng không đâu, trừ cho 50 bình phương chia cho 2 nhân cho trừ 10. Ý à? Thì chúng ta sẽ tính được kết quả của bài này của nó sẽ bằng là 125 mét. Đó. Như vậy là đối với cái bài này thì nó là cực kỳ khó đối với các em. Ý à? Ờ, thầy với giá là mà mất hết thời gian là 7 phút rồi đấy. Mà nếu như các em thì thôi chịu trách luôn. Thấy chưa? Từ khi người ta ra đề thì người ta sẽ chọn những cái câu mà nó rắc rối như thế nào là chúng ta phải để ý. Như vậy á là trong bài toán này tổng quãng đường trong hai giai đoạn, trong giai đầu tiên và trong giai cuối cùng là bằng 50 mét, chứ không phải là tổng quãng đường đi được từ đầu đến cuối đâu. Đề yêu cầu chúng ta là tính quãng đường đi được từ đầu đến cuối. Đó, như vậy cái dữ kiện đề bài toán cho là đây, cho đây. Đó, chúng ta giải từ trên này xuống thế nào cả một trang giấy luôn. Đó, mới tính được V0, tính được VR rồi mới rốt vào đây mới tính được vận gia tốc A, xong rồi mới rốt ngược đây tính được cái X nữa. Đó, đây là một bài toán mà thầy nói là rất khó đối với các em. Bây giờ như vậy là thầy chiếu lại cái chỗ này. Đây. Đó, chiếu lại là cách giải từ bước đầu đến bước cuối quãng đường đi được trong một giây cuối cùng bằng x trừ x phải. Rồi, x trừ x phải. Rồi. Đó, ta khai triển hết ra. Cuối cùng ta tính được delta x của nó là bằng trừ a chia 2. Đó, như vậy là quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng của nó là bằng trừ a chia 2. Đây cũng là một công thức để áp dụng cho bài toán ở câu số 30. Ta nhắc cái công thức này để giải trắc nghiệm. Thấy chưa? Đó, nhắc ngay công thức này để chúng ta giải trắc nghiệm cực kỳ nhanh đối với câu trắc nghiệm số 30.
Như vậy thầy đã chứng minh được là quãng đường vạch ra được trong giây cuối cùng trước khi dừng hẳn là bằng trừ a chia 2. Đó. Công thức trắc nghiệm này sẽ áp dụng cho câu số 30. Rồi, thầy đãi tại giá lên để chúng ta sẽ nhìn thấy được. Rồi, kết quả thầy tính được x bằng 125 x. Bây giờ, đó là thầy nói câu số 29. Bây giờ câu số 30. Này, câu số 30 y như vậy luôn. Đó, thì x của nó bằng delta x của nó bằng trừ a chia 2. Đó. Đó, công thức hồi nãy thì chứng minh rồi. Như vậy là bằng trừ a của nó là bằng trừ 1 chia cho 2. Như vậy cái này là bằng như vậy cái này là bằng là 0,5 mấy. Thấy chưa? Như vậy trang đáp án này là thầy ghi các em sửa là thầy có đáp án A này, đáp án A này, các em sửa là bằng 0,5 mấy. 0,5 mấy. Chứ thầy đáp án là 1 mấy thì sửa là 0,5 mấy. Như vậy các câu số 30 là một ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn a bằng 1 m trên giây bình phương. Quãng đường ô tô đi được. Thấy chưa? Trong một giây cuối cùng nó luôn luôn bằng công thức này. Delta x của nó trong một giây cuối cùng của nó bằng trừ a chia 2. Mà ở đây vật chuyển động chậm dần đều thì a của nó phải nhỏ hơn không? Quãng đường là một đại lượng luôn luôn dư. À, như vậy dấu trừ đây là của bi thức này. Còn gia tốc chuyển động chậm dần đều cho nên gia tốc của nó phải âm bằng trừ 1 chia cho 2. Như vậy là quãng đường đi được trong một giây cuối cùng trước khi dừng hẳn của câu số 30 là bằng 0,5 mét. Các em sửa lại thành đáp án A đây là thầy đấy 1 mét thì sửa lại cho thầy là 0,5 mét. Đó. Như vậy là cái câu số 29 thầy Vĩ đã chứng minh ra công thức rồi. Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng của nó bằng công thức delta x bằng trừ a chia 2. Như vậy là nếu giả sử như mà chúng ta gặp trong bài toán này, các trắc nghiệm này, mấy bạn mà nó không có cái công thức này thì nó giải từ đây xuống tới đây tốn thời gian cực kỳ lâu mà chúng ta biết được cái công thức này. Đây giờ là một ô tô chuyển động nhanh dần đều ở trên đảo chuyển động chậm dần đều với gia tốc a bằng bao nhiêu đó, tính quãng đường vật được trong một giây cuối cùng thì delta x của nó là bằng a chia 2. Đặc thù của nó nghe, trong một giây cuối cùng là delta x của nó bằng trừ a chia 2. Như vậy nó giống như câu trắc nghiệm ở câu số 30. Như vậy rốt vào công thức này ta tìm ra ngay được kết quả bằng 0,5 mấy. Đó là thầy nói về những câu trắc nghiệm khó. Đó. Như vậy là trong cái đề số 2 này thầy Vĩ đã giảng dạy rất cụ thể. Bây giờ để các em nắm rõ quy trình sắp tới chúng ta giải trắc nghiệm. Thì bài tập thì nó tương đối đơn giản, không gì khó đâu. Thì các em nhớ là chỉ có ba câu cuối cùng khó. Mà ba câu cuối cùng khó quá lòng được thì lỗi. Thấy chưa? Lỗi. Còn lại là chúng ta phải làm được ít nhất là phải được 24 hay 26 câu. Đó là thầy nói vấn đề chung như thế. Đó là toàn bộ nội dung kiến thức ở cái đề số 2. Thì thầy Vĩ sẽ chuyển qua YouTube 3 gửi lên nhóm cho các em.